Thưa quý vị các bạn, khu dân cư mới NU9 thuộc địa bàn xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, mặc dù đã được quy hoạch đất lưu không để đảm bảo đường cứu nạn cứu hộ, phòng cháy chữa cháy giữa hai dãy phố là 3m, trong đó khoảng cách giữa không gian từ tầng 2 trở lên là 4,5m, nhưng nhiều hộ dân tại khu dân cư đã xây dựng hết phần đất quy hoạch này, qua đó tiềm ẩn mất an toàn phòng cháy chữa cháy. Nhà cũ đã 3 năm, mới thì đang xây dựng, hầu hết đều xây hết phần đất quy hoạch cứu nạn cứu hộ và phòng cháy chữa cháy. Qua làm việc với đại diện chính quyền xã Liên Phương, bà Đỗ Thị Khánh, công chức địa chính khẳng định đã báo cáo tình trạng xây dựng nhà trên đất cứu nạn cứu hộ với cấp trên. Đã có hộ nào mà đã tháo dỡ và trả lại nguyên trạng chưa? Mới dừng ở đến cái giai đoạn là người ta cũng các hộ là nộp phạt theo quy định. Còn cái việc tháo dỡ thì địa phương cũng chưa yêu cầu được hộ nào mà đã tháo dỡ để trả lại hiện trạng theo đúng quy định. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên cho biết, thành phố đã cấp giấy phép xây dựng cho 26 hộ. Trong tháng 5 vừa qua, thành phố Hưng Yên đã lập biên bản xử phạt 12 trường hợp. Tùy theo mức độ, trường hợp xử phạt cao nhất là 17.500.000 đồng như trường hợp chủ nhà có giấy phép xây dựng số 124, 125, 75, v.v. Mặc dù có những hộ đã nhận biên bản xử phạt gần một tháng, nhưng đến nay chưa tự động tháo dỡ phần xây dựng trái quy định về trật tự đô thị theo quy định tại Nghị định số 16 năm 2022 của Chính phủ và nội dung biên bản mà Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành. Hiện Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên vẫn đang chỉ đạo giải quyết và xử lý các trường hợp vi phạm, cũng như tăng cường công tác tuyên truyền, chấp hành quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy trong khu dân cư. Công tác quản lý xây dựng, quản lý đô thị trên địa bàn nói chung, không riêng gì NU9, trách nhiệm của địa phương. Phát hiện trường hợp nào thì chúng tôi đều cho rà soát xử lý theo đúng quy định. Thì chúng tôi vẫn đang chỉ đạo các bộ phận chuyên môn đôn đốc các trường hợp vi phạm đó chủ động khắc phục những cái sai phạm của mình. Số liệu từ Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ cho biết, từ đầu năm đến nay đã xảy ra 900 vụ, trung bình mỗi tháng cả nước xảy ra 150 vụ cháy. Riêng tháng 3 và tháng 5 là trên 180 vụ. Vụ cháy nhà trọ gần nhất là ngày 24 tháng 5 tại ngõ 43, đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, khiến 14 người tử vong và 3 người bị thương. Để người dân nâng cao nhận thức và thực hiện tốt về phòng cháy chữa cháy thì cần sự vào cuộc nghiêm túc của chính quyền các cấp, trong đó vai trò của chính quyền địa phương là rất quan trọng. Đặc biệt là nhận thức và hành động của mỗi người sẽ quyết định cho an toàn trong khu dân cư và trong chính ngôi nhà của mình.